Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng 19 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 12. Trong ngày 26 tháng 12, dự kiến sẽ diễn ra 7 trận đấu. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của ban tổ chức, thì 3 trận đấu sẽ bị hoãn, bao gồm trận đấu giữa Burnley với Everton, Liverpool với Leeds United và Wolverhampton với Watford. Do đó, trong ngày 26 tháng 12 sẽ diễn ra 4 trận đấu còn lại như sau. Vào lúc 22 giờ, Manchester City đối đầu với Leicester City. Cũng vào lúc 22 giờ, Norwich City tiếp đón Arsenal trên sân nhà. Vào lúc 22 giờ, Tottenham đối đầu với Crystal Palace. Và cũng vào lúc 22 giờ, West Ham đọ sức với Southampton. Trong ngày 27 tháng 12 sẽ diễn ra 2 trận đấu. Vào lúc 0 giờ 30, Aston Villa đối đầu với Chelsea. Vào lúc 3 giờ, Brighton đối đầu với Brentford. Trận đấu muộn nhất của vòng 19 giải Ngoại hạng Anh là cuộc so tài giữa Newcastle United với Manchester United diễn ra lúc 3 giờ ngày 28 tháng 12. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh trước vòng đấu thứ 19 như sau. Manchester City dẫn đầu với 44 điểm, đứng thứ hai là Liverpool 41 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 38 điểm, Arsenal đứng thứ 4 với 32 điểm, West Ham đứng thứ 5 với 28 điểm, Manchester United đứng thứ 6 với 27 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 26 điểm. Wolverhampton đứng thứ 8 với 25 điểm, Leicester City xếp thứ 9 với 22 điểm, Aston Villa đứng thứ 10 với 22 điểm, Crystal Palace đứng thứ 11 với 20 điểm, Brentford đứng thứ 12 với 20 điểm, Brighton xếp thứ 13 với 20 điểm, Everton đứng thứ 14 với 19 điểm, Southampton đứng thứ 15 với 17 điểm, Leeds United đứng thứ 16 với 16 điểm, Watford đứng thứ 17 với 13 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Burnley 11 điểm, Newcastle United 10 điểm và Norwich City 10 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.